Đại ca trẻ Thành Vinh, Luân Nguyễn, hé lộ lý do gây sốc khiến Thái Bình anh trai phải khóc nức nở vì bất lực trước Xuân Sù Thành Vinh. Luân Nguyễn tiết lộ rằng, ngay khi nghe tin Thái bị Xuân Sù xé vé, bố anh đến một tay anh chị lừng danh với bộ ngực đeo đầy huân chương đến đã nổi giận đùng đùng và quyết định đi tìm Xuân Sù để xử lý tận tay. Tuy nhiên, hành động này đã bị ngăn cản kịp thời. Sự việc càng thêm căng thẳng khi Thái Bình, trong cơn xúc động, đã không kìm được nước mắt mà khóc nức nở, đồng thời khẩn thiết xin cha để mình tự giải quyết chuyện này. Thái Bình không muốn vì sự hiếu chiến của cha mà mọi chuyện đi quá xa, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Sau đây chia sẻ đầy cảm xúc và kịch tính của Nguyễn Luân về người cha đeo huân chương thay con đi tìm đối thủ sẽ mang đến cho anh em những phút giây nghẹt thở và đồng cảm sâu sắc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Bố anh luôn chất kịch, chờ nói gì nữa, bố anh tuy già rồi mọi người thấy, để nói 68 tuổi mà nhiều bố anh hiếm. Công nhận không? Mọi người công nhận không? Giờ ai 48 tuổi, 68 tuổi vẫn đang cầm cái xúc đĩa, vẫn đang chạy xe ngày nghìn cây, vẫn đang thích là lên đường không ngại vấn đề gì luôn. Này, gần đây luôn nói thật mọi người, hôm mà bố anh Thái khóc, mọi người biết hôm đó có đoạn anh Thái khóc, thực sự là luôn chẳng muốn nói, nhưng mà mọi người nói anh Thái như kiểu là khóc để mà đi kia. Luôn nói thật luôn, hôm đó là bố luôn nhắn tin cho anh Thái, nói thẳng mọi người luôn. Bố nhắn tin, bố nói thích yêu, bố đòi lên đường đi kia, nên là anh tủi của anh rơi nước mắt thôi, còn có chi mà chuyện của anh mà anh phải rơi nước mắt người ta, có lẽ không phải. Luôn nói thẳng với Luân. Còn bố con này Luân là chẳng ngại, ba bố con chẳng ngại,